Xin chào các ông, xin chào các bà nhé. Hôm nay là tôi sẽ giới thiệu một số địa điểm chụp hoa tươi cười đẹp ở Lai Châu. Địa điểm đầu tiên là Gia Khâu. Ở cái đoạn này thì ở trên đường đi Gia Khâu, đi tiếp là đi đến chỗ khu du lịch ấy. Đấy, hoa dã quỳ thì ở đằng sau lưng mình này. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Hiện tại thì đang là 8 rưỡi rồi. Tuy nhiên là sương mù vẫn dày đặc, nhìn rất là ảo luôn. Hoa dã quỳ ở đây thì trải dài tầm khoảng độ 400-500 mét. Đằng sau thì có một công trường đang thi công nên là có tiếng máy móc nó hoạt động hơi ồn một chút, các bạn thông cảm nhé. Đây, một số bông thì đã tàn rồi này, còn bên cạnh này thì vẫn có một số bông đang nở. Những giọt sương sớm thì vẫn đang đọng trên cánh hoa. Hôm nay sương mù nhiều quá. Lá này thì nhìn rất to, to bằng một bàn tay luôn. Đi ngắm hoa dã quỳ nào. Đây là địa điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu, tại vì nó gần với thành phố. Ở trong bản Gia Khâu này thì có hai chỗ chụp hoa dã quỳ. Đây là địa điểm thứ nhất. Địa điểm này thì gần chỗ khu du lịch này, gần trung tâm của xã. Còn một địa điểm thì ở ngay đầu bên ngoài kia. Một lát mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Chỗ này sẽ là địa điểm chụp thứ hai ở Gia Khâu các bạn ạ. Đây, khung cảnh xung quanh lúc đầu vào nó như này. Cái này là đoạn đầu của Gia Khâu. Đoạn hoa dã quỳ này nằm ở gần ruộng. Bây giờ mình sẽ bay ngang cho mọi người xem nhá. Các bạn có thể thấy rất nhiều luôn. Theo như tôi thấy thì ở chỗ này hoa rất là tươi và có nhiều gốc chủ. Mình xin giới thiệu nha, chỗ này thì là ở trung tâm của xã Lản Nhì Thàng. Và ở trên thì có một ngôi nhà và có một cái đường nhỏ đi lên. Ở xung quanh thì có cây, nhìn rất là đẹp. Các bạn đến đây được rất nhiều gốc chủ đẹp luôn. Ở đây thì lúc này thì đang thực hoa. Các bạn hãy đến sớm và chụp ảnh ở đây nhé. Em yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, yêu từng gông đa bờ tre đường làng. Em yêu xóm nhỏ nơi mà em khôn lớn, yêu những mái trường phồn ra lời ca. Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm, dòng nước êm trôi lắng đồng phù sa. Em yêu cánh đồng thơm mùi hương thua, xưa đám mây vàng cỏ đàng cỏ trắng bay xa. Mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở, mùa huê huê trắng đào thắm hồng đỏ. Trường chúng em đời như vườn hoa tươi, người tốt việc hay là treo bằng hồ, yêu sao yêu thế trường của chúng em. Các cụ nhà rồi bắt trẻ đi chơi, nhà chơi. Thank you.
ta sẽ đi vào đường bên này nhá. Đấy, đi vào đường bên này này. Chỗ này là trường trung học cơ sở xã Sùng Phài. Đoạn này thì cách trường trung học cơ sở xã Sùng Phài khoảng tầm gần một cây. Đây, đường đi của nó đây. Mình nhận dạng chỗ này bằng bụi tre với một ngôi nhà nhỏ này. Đấy, khung cảnh nhìn rất tự nhiên. Đấy, bên này có hoa này. Đấy. Đằng xa kia có một quả đồi, có một số cây cao nhìn rất hay. Bên cạnh thì có cả đồi chè nữa. Ở xa xa bên đằng kia thì cũng có hoa dã quỳ luôn kìa. Tính ra thì chỗ này rất là gần thành phố luôn. Bạn nào ở thành phố thì lên đây rất là nhanh. Các ông các bà thấy không? Hoa nở rất là đều với đẹp này. Cụm hoa vừa nãy mình dẫn các bạn đi là đi hướng này. Đây, đi hướng trường trung học cơ sở xã Sùng Phài. Đi thẳng vào. Còn bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi lên đằng này. Đây nhá, đi qua bãi khai thác đá một chút là chúng ta sẽ thấy một rừng hoa dã quỳ. Rất rất nhiều luôn. Hai bên đường. Ở bên đồi bên này còn có nhiều nữa cơ. Nhưng mà chỗ này sát đường dễ chụp ảnh. Cây hoa nó cũng mọc cũng vừa phải thôi, không cao lắm nên là dễ tạo dáng hơn. Một số nơi thì cây hoa nó cao quá, không thể nào chụp được. Đấy, hoa thấp thấp tầm này này. Đấy, lở vẫn đang lở đẹp lắm. Nhưng mà chỗ này thì khả năng là tuần 2 tuần nữa là tàn. Đi thẳng con đường này thì còn rất nhiều chỗ có hoa dã quỳ. Các bạn nào muốn khám phá thì đi lên một chút nữa nhá. Địa điểm tôi muốn giới thiệu tiếp cho các ông các bà đấy là ở chỗ Bãi Bằng này. Đây là gọi là bản Bãi Bằng. Cách thành phố khoảng 15 cây. Sau khi tìm được điểm trường Bãi Bằng của xã Giang Ma thì chúng ta sẽ đi tiếp vào con đường này. Đấy, chạy ngựa kia kìa. Và đi một chút lên đây. Gửi xe nhà này. Sau đó đi sang bên này. Đấy, hoa dã quỳ đây.
Chỗ này đang nở rộ và tươi lắm luôn. Ở cuối xa xa kia có một ngôi nhà nhỏ. Ở bên này là có một lối vào này. Các bạn có thể đi xe máy ở đằng đầu bên kia vào. Hoa mọc theo hình vòng cung của cái đường bờ ruộng. Rất nhiều luôn. Chỗ này đứng vừa đẹp để chụp ảnh này. Đây ví dụ như đứng ở chỗ này là đứng chụp ảnh đẹp lắm này. Bạn nào ở đầu thành phố thì sẽ đi về chỗ này để chụp nhanh. Còn bạn nào ở cuối thành phố thì đi về Gia Khâu hoặc là ở trên Phong Thổ. Tổng kết lại thì có khoảng độ 4-5 chỗ chụp ảnh hoa dã quỳ ở Lai Châu. Và có cả những chỗ xa chỗ gần. Ví dụ như là chỗ gần thì có ở trên trại ngựa này này. Đấy, ở xung quanh đây này. Ngay sát đường 4D luôn mà lại gần. Hoặc là Gia Khâu. Nếu mà đi xa hơn một chút thì có đèo ở Phong Thổ, chỗ bản Lản Nhì Thàn đấy. À, chỗ xã Lản Nhì Thàn. Còn nếu các bạn nào muốn đi xa hơn và phong cảnh đồi rừng núi hơn thì mình có thể lên Xin Suối Hồ. Xin Hồ thì hoa rất là nhiều luôn. Hôm trước mình lên rồi. Tôi kết thúc video ở đây nhá. Các ông các bà thấy hay thì ấn like với lại chia sẻ và đăng ký kênh Chàng Trai Lai Châu cho tôi nhá.